Dạ, qua Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 11, đúng là ngày Nhà giáo Việt Nam nữa bà con. Thì em có làm cái clip để chia sẻ, giao lưu chia sẻ với bà con cái lô cây giống vàng Pháp, cam Pháp và đỏ ta lá chung nha bà con. Thì trước mắt bà con đây là cái vàng Pháp này bà con. Cái này là cây giống nó cao được, cái này cây này nó cao được khoảng hơn 3 tấc một chút, hơn 3 tấc một chút. Một cây 2 4 tấc, cây này cao khoảng 4 tấc là nó chỗ cái bông gì nè bà con. Nhưng mà em giới thiệu vô bà con cái lô này là toàn bộ là 5 tấc ăn lên nha bà con. Đây nè. Nên đây em nhổ cái này, em lụm cây này ra cho bà con nè, bà con thấy không? Lựa cây hơi cao quay cho bà con nghe, nhưng mà em giao với bà con là loại 5 tấc ăn lên nè, 1 gang, 2 gang, 3 gang, này nó 6 tấc. Nhưng mà có những cây 5 tấc nha bà con, cho nên em mới giới thiệu cái lô của em là 5 tấc ăn lên. Cái này là em cũng đến vườn của ông anh thôi, anh vui ở ở Phong Hòa, La Dung. Rồi ông anh ông nhờ quay rồi em bán hỗ trợ cho ông anh. Đó là cái này là vườn, tại vườn của ông anh có nhãn luôn nè. Vườn nhãn rồi ông anh nó làm thêm cái bông cái vàng Pháp với cam Pháp nè. Với cái màu đỏ đỏ ta lá chung. Thì trước tiên là em giới thiệu cho bà con cái vàng Pháp nè, cái lá tròn gì nè bà con. Thì cây như em quay cho bà con nè, như đo trực tiếp trước mắt nè, 1 gang nè, 2 gang nè, 2 gang rưỡi nè, là 5 tấc. Thì toàn bộ ba cái loại này em giới thiệu với bà con thì em báo giá trực tiếp trên clip luôn nha bà con, báo giá không giấu giếm gì hết, là giá 25.000 một cây bao ship nha bà con. Và cái quy cách của nó là cao 5 tấc ăn lên em mới bán, còn dưới 5 tấc thì bà con có mua thì em bán giá khác. Nhưng mà em quay cái clip này em giới thiệu với bà con là vàng Pháp, cam Pháp và đỏ lá chung, đỏ ta lá chung á, là dòng giá 25.000 một cây bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Đây là cái bông vàng Pháp. Rồi cây giống thì em cũng lấy ra đo cho bà con coi thử nè. Này như cái này nè, đó chiều cao nó vậy đó. Này em dẹt dẹt cho bà con coi ở trong thiệt nè, chứ em không có lựa cây đẹp em móc. Ở trong đây thì nó có cây được cây không, ví dụ như cái cây nó này nó mất cái đọt thì em đâu có dám lấy giao bà con. Nhưng mà cây này nó đẹp nè, nè như cái này đẹp thì em sẽ lựa ra giao cho bà con. Thì em ăn nói có thiệt, trong cái một đám cây giống thì đâu phải lúc nào cũng có cây đẹp hết, phải có cây đẹp cây xấu. Nhưng mà em nói là cái quy cách là 5 tấc ăn lên, thì bà con mua thì em sẽ lựa cây 5 tấc ăn lên giao cho bà con, và cây một cốt đàng hoàng. Rồi sau đây em xin giới thiệu với bà con cái bông của cái đỏ ta lá chung nha. Này bà con, cái bông này là ông anh ông kêu bằng đỏ cà gót đó. Cái màu đỏ mà nó không có đậm, nó lợt lợt như màu cà gót Đà Lạt vậy đó bà con. Rồi lên hình thì em thấy cũng rất đẹp luôn. Này bà con em coi kỹ cho bà con, em quay kỹ cho bà con coi, rất đẹp luôn. Đó là quy cách cây giống này là từ 5 tấc ăn lên nha. Dưới 5 tấc là em bỏ lại hết. Như em đo cây này trực tiếp nè, 1 gang nè, 2 gang nè, 3 gang nè, 3 gang rưỡi nè, 7 tấc. Nhưng mà chỉ giới thiệu là 5 tấc ăn lên thôi. Cao 7 tấc, 8 tấc gì thì kệ nó. Mỗi bà con mua thì em bóc đại ra từ 5 tấc ăn lên em giao nè. 1 gang nè, 2 gang nè, 3 gang là 6 tấc phải không, 8 tấc nè. Thì em bán đồng giá luôn 25.000 một cây bao ship. Còn mặt bông thì em quay trực tiếp ở đây cho bà con, là cái cây này nó còn thấp mà nó ra bông rồi, thì cây này là để lại anh trồng nữa, anh cắt cây nhân chóng nè. Nè thì cây cho quay cho coi mặt bông thôi. Đó nó có hơi vàng vàng trong đó nữa đó bà con, hơi vàng vàng trong đó nữa. Rồi cái màu đỏ nó thì nó hơi nhạt, hơi nhạt mà nó lai với màu hồng nữa. Đó thì bên đây cũng có cái bông nó tương tự vậy nè bà con, bông tơ nó chưa có bự. Đó thì nguyên cái lô này là cũng cả ngàn cây chứ không ít đâu, hơn cả ngàn cây luôn. Đó là cái đỏ ta lá chung nha bà con. Nên đây quay đây đỏ ta lá chung. Rồi kế bên đây là vàng Pháp. Vàng Pháp ở đây là mấy trăm cây, nhưng mà em sẽ tạm bấm dừng, em đi qua bên bãi bên kia nó có cam Pháp em quay cho bà con nghe. Tại nãy em giới thiệu có cam Pháp với vàng Pháp luôn đó. Em tạm dừng chỗ này. Rồi em xin tiếp tục nha bà con, em đi qua bên kế bên nhà của anh Vui nè. Thì nãy bên cái bờ giờ quay lại bên nhà nè, là quay cái lô cam Pháp cho bà con coi. Vàng Pháp vẫn có ở đây luôn nha bà con. Nè bông nè, bông đẹp xuất sắc không. Đó là cũng 5 tấc ăn lên, cái nào dưới 5 tấc thì bỏ lại nuôi, đừng nào 5 tấc thì bán cho bà con. Còn cam Pháp nè, đo cái cây này một cốt rồi, 1 gang, 2 gang, 2 gang rưỡi là 5 tấc nha. Như cái cây này nó thấp hơn nè, nhưng mà đo cho bà con biết là em sẽ bỏ lại nè, 1 gang nè, 2 gang, cây này 4 tấc là để lại nuôi đi, tháng sau mới bán nè. Là cam Pháp nè, cái đọt nó, cái thân của nó hơi đỏ đỏ. Nè lá này lá Pháp rồi bà con. Đó là cam Pháp. Như cây này là cao chót vót luôn nè. Cây em quay nè là có thể 6-7 tấc. Nhưng mà em nói quy cách của em là 5 tấc ăn lên. Thì cây nào dưới 5 tấc thì em bỏ lại.
thì giá 25 ngàn cây bao ship luôn nha bà con. Nó cam pháp, cam pháp còn hình như còn một bãi ngoài hè nữa, nhưng mà quay đơn cử ở đây cho bà con biết đi, rồi em về em chèn cái bông cam pháp cho bà con, tại vì ở đây không có cây nào nó chỗ bông sẵn chân á, em chèn cái bông cam pháp vô hiện lên màn hình cho bà con coi nha. Vàng pháp, cam pháp, rồi sẵn đây là giới thiệu luôn cái lô mỹ đỏ lá lớn hay còn gọi là đỏ nhung lá lớn nha bà con. Cái này ảnh cũng làm một cốt nhưng mà nó lên tới đây nó xè ra cho bà con, lên tới đây nó xè tàn ra rồi. Bà con nãy là gì về trái bông là lời nè, tại vì cũng sửa lên 4 tấc 5 tấc rồi ảnh mới cho ngắt đọt ảnh xè ra. Thì cái này là bà con mình về chơi là nó sẽ được nhiều đọt thì có nhiều bông vậy thôi. Nè, cây nào cũng vậy chứ, thoát thân lên một khúc, em đo coi. 1 gang, 2 gang rồi, bình quân là 2 gang là ảnh ngắt đọt rồi đó. Ảnh ngắt đọt giùm mình để mình chơi bông sờ thùm lùm đó. Thay vì ở dưới gốc mà nó thùm lùm á thì nó không có giá trị bằng cái thoát thân cao. Bây giờ thoát thân lên được 4 tấc rồi ảnh mới ngắt ra thùm lùm nè. Bà con coi nè, mới đỏ lá lớn hay còn gọi là đỏ nhung lá lớn đó. Đó, thì cái này cũng 25 ngàn một cây bao ship luôn nha bà con. Bà con ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại 0798716145 nha. Bà con ủng hộ thì bắt đầu em lấy hàng của anh Vui, ông anh của em nè, em đóng hàng em gửi cho bà con. Cái này em nói rõ ràng là của ông anh, ông Vui. Ảnh cũng ăn chay chơi giống em vậy đó, cũng đạo Phật giáo Hòa Hảo, cho nên là hai anh em chơi cùng nhân giống ông Trang, cùng làm giống rồi em hỗ trợ qua lại. Ảnh làm giống ra, ảnh không có biết quay trên mạng thì em biết thì em quay em bán hỗ trợ ảnh. Em cũng được phần lợi chút xích chút đỉnh, còn ảnh thì cũng có thu nhập. Đó, hai anh em cùng đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Rồi em quay em hỗ trợ cho ảnh. Đó, cái này là mỹ đỏ lá lớn nha bà con. Rồi bà con thấy em buôn bán được thì bấm ủng hộ em, bấm kênh đăng ký kênh qua Kiển Vĩnh Trang nha bà con. Sau đó mình bấm vào cái chuông để nhận được những cái thông báo là khi em có đăng clip, bất kỳ clip bán hàng nào là bà con cũng nhận được thông báo liền nha bà con. Để có khi em bán hàng qua giá rẻ, bà con thích mua nhưng mà chậm trễ quá thì mình không có hay thì nó mất rồi. Người ta mua hết rồi, cho nên mình bấm đăng ký kênh cũng là một cái lợi thế. Với một phần nữa là ủng hộ cho kênh em, tại kênh em nó cũng còn nhỏ nha bà con. Rồi thì em xin nhắc lại, bữa nay em quay cái lô là mỹ đỏ lá lớn nè, mỹ đỏ lá lớn với lại cam pháp với vàng pháp nha bà con. Cao quy cách là cao 5 tấc ăn lên nha bà con. Một cốt cao 5 tấc ăn lên, giá là 25 ngàn một cây bao ship nha bà con. Rồi bà con nào có ủng hộ thì liên hệ số điện thoại và số Zalo em cũng là 0798716145 nha bà con. Số điện thoại và số Zalo là 0798716145. Rồi đến đây em cũng xin kết thúc cái clip của em. Em cảm ơn bà con. Chúc bà con có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.